Xin chào các bạn, chào các bạn đến với channel của mình Thế hôm nay mình sẽ gọi là cùng nhau tỉ hợp bài 45 Game tăng vốn, phân tích CD khiến hành game tăng vốn các bạn nhé Thì đầu đoàn CD phát hành thêm cổ phiếu Thứ nhất là tin phát hành thêm là ngày 16 tháng 9 năm 2023 Khi đó ra cổ phiếu là 49.690 đồng các bạn nhé Hai là ngày rời khưởng quyền, đó chính là ngày 28 tháng 9 năm 2023 Đấy. Và giá cổ phiếu phát hành đó chính là 10.000 đồng trên một cổ phiếu Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành thêm là 24 triệu cổ tỷ lệ thực hiện quyền là 3 một tức là cứ sở hữu ba cổ phiếu thì có quyền mua thêm một cổ phiếu mới nói chung là cái giá này thì khá là ưu đãi bởi vì bán 10 nghìn nhưng mà giá ấy là giá thị trường là bốn mươi mấy nghìn cơ ba là nhận định và đánh giá từ khi đã tin đến ngày sau thì không có quyền giá cổ phiếu giảm từ giảm 13 phần trăm bạn ơi Đấy, giảm 13 phần trăm nhá giảm từ 49.690 đồng xuống còn 47.900 đồng bạn ơi do áp lực của các nhà đầu tư lớn không có tiền mua cổ phiếu phải thêm bán ra vì vậy nếu không có ý định mua cổ phiếu thì phải bán ra sớm các bạn nhé. 4 là sau ngày rơi dịch không quyền giá cổ phiếu tăng từ 47.900 lên 54.000, tức là tăng 13% để chúc quyền mua các nhà đầu tư các bạn nhé. 6 là nhận định và đánh giá sau ngày rơi dịch không quyền giá cổ phiếu tăng từ 49.000 lên 54.000, tức là tăng 13%. Kết luận là do các mập đánh lên giữ giá để trước quyền mua các nhà đầu tư. 7 là ngày đầu tiên giao dịch cổ phiếu phát hành thêm ngày đầu tiên giao dịch cổ phiếu mới nguồn cũng tăng lên nên nó được bán mạnh cổ phiếu bị giảm âm 5 phần luôn đấy sau cây okay, ngày hôm sau lại giảm tiếp đây bạn nhá ngày đầu tiên giao dịch giảm liên tiếp 3 cây này đấy. sau ngày đầu tiên giao dịch cổ phiếu thì cổ phiếu lại đánh lên lên bố là tóm lại tóm lại đối với CTD, dạng lớn nhất chính là từ lúc ra tin đến ngày giao dịch không còn quyền ra cổ phiếu thường giảm do lực bán từ các cổ đông không có tiền mua cổ phiếu đặc biệt là một số cổ đông lớn đoạn thứ hai chính là từ ngày do thực hưởng quyền đến ngày chốt quyền mua cuối cùng do cổ phiếu thường tăng hoặc đi ngang do các mầm dư giá để chúc quyền mua các nhà đầu tư. đoạn thứ ba là gần đến ngày lượng cổ phiếu mới về tài khoản giá cổ phiếu thường giảm do áp lực bán vì sợ nguồn cung tăng lên. Bốn là sau ngày lượng cổ phiếu mới về tài khoản các mầm sẽ cố gắng dư giá vì nếu giá sập thì cổ đông lớn sẽ là người phải chịu thiệt lại nhiều nhất do phải mua nhiều nhất các bạn nhé. Như vậy hôm nay mình đã gọi là cũng cho thì với cân tăng bốn của CTD. Nếu bạn hay chung một like xin nhá. Thôi, tạm biệt tất cả các bạn. Bye bye.